xin chào các bạn các bạn có bao giờ tự hỏi liệu có sự sống sau cái chết không xưa nay thì đa số chúng ta đều nghĩ rằng chết là hết hồn ma hay là những tồn tại ý thức sau khi chết chỉ là sự hư cấu một sản phẩm của trí tưởng tượng tuy nhiên thì càng ngày càng có nhiều nghiên cứu khoa học cũng như các hiện tượng huyền bí mà khoa học không thể lý giải được chứng minh rằng nhận thức của con người vẫn còn tồn tại sau khi chết và trong cờ vua cũng có một ván cờ đã trở thành một sự thật được công nhận nhưng lại không thể giải thích được. Đó là ván cờ giữa đại kiện tướng Geza Marosi và đại kiện tướng Victor Cognoy vào ngày 15 tháng 6 năm 1985. Ván cờ này sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu hai người còn sống đánh với nhau. Nhưng mà thực tế thì Geza Marosi đã chết cách đó 34 năm Géza Maróczy, sinh năm 1870, mất năm 1951, là một đại kiện tướng người Hungary, một trong những kỳ thủ mạnh nhất thế giới đầu thế kỷ 20. Còn Victor nói thì các bạn đã quá rõ rồi. Ông là một trong những kỳ thủ mạnh nhất chưa từng lên ngôi vua cờ. Vậy thì một người đã chết làm sao mà chơi cờ được? Xin thưa với các bạn là chơi qua một người trung gian có nghĩa là người đó có thể liên lạc được với linh hồn của người chết. Giống như ở Việt Nam ta thì có hay có các bà đồng cô đồng ấy. Và một điều quan trọng là người trung gian này không biết chơi cờ. Linh hồn của người quá cố chỉ thế nào thì đi như thế. Ván cờ này còn có sự chứng kiến của các giáo sư tiến sĩ về tâm lý học, thần kinh học và tâm thần học. Cho nên các bạn yên tâm về tính xác thực của nó nhé. Đây cũng là yêu cầu mình nhận được từ bạn Thor Audison. Bạn yêu cầu làm ván cờ giữa Robert Roland với Victor Cognoy. Thì Robert Roland ở đây chính là người trung gian để liên lạc với người đã chết. Rồi, mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Marozzi được cầm quân trắng đi trước. Ông mở màn bằng nước tốt E4. Victor Cognoy đáp trả bằng nước tốt E6, triển khai thế trận phòng thủ Pháp. Tiếp theo, trắng đi tốt D4, đen đi tốt D5, trắng phát triển mã C3, đen đi tượng B4 ghim mã trắng, trắng đẩy tiếp tốt lên E5, đen đẩy tốt C5 tấn công trung tâm, trắng đẩy tốt A3 tấn công tượng đen, tượng đen ăn mã trắng, tốt trắng ăn lại tượng đen và bị tốt chồng. Đen đi mã E7 chuẩn bị nhập thanh. Thấy vậy trắng phi hậu lên G4 tấn công tốt G7. Ở đây thì đen nhập thành cũng được. Trắng có phi tượng lên h6 để kết hợp với hậu tấn công tốt g7 thì đen nhảy mã f5 là xong. Nhưng mà thực tế thì đen không nhập thành mà lại lấy tốt ăn tốt trắng. Hậu trắng ăn tốt đen và tấn công xe đen. Đen bình xe g8 tấn công lại hậu trắng. Hậu trắng ăn tiếp tốt đen. Đen đi hậu c7 tấn công đôi cả hai tốt của trắng. Ở đây trắng có thể lùi hậu về D3 Hậu đen ăn tốt trắng chiếu Thì trắng nhảy mạ E2 để cản chiếu Tốt đen ăn tốt trắng Thì hậu trắng ăn lại tốt đen gã đổi Ván cờ vẫn khá là cân bằng Nhưng thực tế thì trắng lại dịch trước vua sang D1 Để tránh nước chiếu Tốt đen ăn tốt trắng Trắng phát triển mạ F3 Bảo vệ tốt E5 Đen cũng phát triển mã C6 kết hợp cùng với hậu tấn công tốt trắng E5. Trắng phi tượng lên B5 ghim mã đen. Đen đi tượng D7 tháo ghim cho mã. Tượng trắng ăn mã đen tiêu diệt ngay quân mã định nhằm nhẹ ăn tốt của trắng. Tượng đen ăn lại tượng trắng. Trắng phi tượng lên G5 tấn công mã đen. Quân mã đang bảo vệ cho xe Đen không chạy xe mà đẩy tốt D4 mở đường cho tượng kiểm soát đường treo lớn. Tượng trắng ăn mã đen. Vua đen ăn lại tượng trắng và liên kết sóng xe. Trắng lùi hậu về H4 chiếu. Đen lại chạy vua về E8. Nếu hậu trắng ăn tốt đen thì đen sẽ bình xe D8 ghim và bắt chết hậu trắng. Do đó trắng đi vua E2. Sau đó thì mới ăn tốt đen. Ở đây thì đen nên đi tượng B5 chiếu Buộc vua trắng phải chạy về E1 hoặc là D1 Khi đó đen sẽ đẩy tốt D3 gạ đổi Nếu mà không ăn thì đen đẩy tiếp tốt xuống D2 Mà nếu tốt trắng ăn tốt đen Thì tượng đen ăn tốt trắng Tình thế của trắng sẽ cực kỳ nguy ngập Khi mà tốt thì chuẩn bị phong cấp Hậu tượng và xe của đen thì cũng rình rập để tấn công Tuy nhiên ở ván cờ thực tế Đen lấy tượng ăn mã trắng Tốt trắng ăn lại tượng đen và bị tốt trồng Mã trắng đã bị tiêu diệt Không có quân bảo vệ tốt E5 Hậu đen ăn tốt trắng chiếu Hậu trắng E4 cản chiếu Hậu đen ăn hậu trắng Tốt trắng ăn lại hậu đen Và hết bị tốt chồng Giờ là cuộc chiến của xe và tốt Đen đang có lợi thế hơn một tốt Và cấu trúc tốt thì cũng đẹp hơn Đen để tốt F6 Trắng binh xe D4 tấn công tốt đen. Đen để tốt E5 bảo vệ. Trắng đi xe D3. Đen đi vua F7. Trắng binh xe G3 gạ đổi. Đen không đổi xe mà đi xe G6. Chuẩn bị trồng hai xe trên cột MG. Trắng binh trước xe sang G1 trồng quân. Đen cũng theo kế hoạch binh xe G8. Thế là hai súng cao su của đen và trắng cùng quyết đấu Trắng đang kém hơn về mặt lực lượng nên không nổ súng trước mà đẩy tốt A4. Đen có lợi thế hơn nên quyết định đổi xe với trắng. Xe trắng mà lại xe đen thì đen sẽ đổi nốt ngay. Do đó trắng lấy tốt F2 ăn lại xe đen. Sở dĩ không lấy tốt H2 ăn lại vì khi đó sẽ bị mất tốt thông. Đen đẩy tốt B6, trắng đẩy tốt H4 đen đẩy tốt A6, trắng đẩy tiếp tốt G4, đen đẩy tốt B5, gạ đổi, tốt trắng ăn tốt đen, tốt đen ăn lại tốt trắng, trắng đi vua D3, ngăn tốt đen tiến xuống, đen cũng đi vua G6, ngăn trắng đẩy tiếp tốt xuống, trắng bình xe 1 đen bình xe H8, tấn công tốt trắng, trắng buộc lòng phải bình xe H1 để bảo vệ tốt đen. Đen đi xe H7, Trắng đi vua E2. Đen bình xe C7, tạt cánh đánh đầu. Trắng lại đi vua D3. Đen phi xe xuống A2. Ở đây thì trắng nên bình xe B1 để tấn công tốt đen. Nhưng mà thực tế trắng lại bình xe F1. Đen liền đẩy tốt xuống B4. Trắng đẩy tốt H5 chiếu. Đen chạy vua G5. Xe trắng F5 chiếu và thí tốt. Vua đen ra tốt trắng Trắng đẩy tốt lên H6. Như vậy là trắng đã thí tốt để mở đường máu cho tốt thông lên phong cấp. Nếu đen lùi xe về A7 thì trắng sẽ đi vua C4 để tấn công tốt của đen. Do đó kệ cho tốt trắng tiến xuống. Đen đẩy tiếp tốt xuống B3 gạ đổi. Nếu tốt trắng ăn tốt đen thì xe đen D2 chiếu buộc vua trắng chạy C4. Đen đẩy tốt C2 và sẽ phong cấp chiếu vua trắng trước. Trước khi mà tốt trắng kịp phong cấp Do đó trắng đẩy tiếp tốt xuống H7 Nếu tốt đen ăn tốt trắng Thì tốt trắng phong cấp biến thành siêu say ra Tốt đen có biến thành siêu say ra Thì cũng là quá muộn để ngăn được hậu Và xe trắng chiếu hết Do đó ở ván cờ thực tế Đen buộc phải lùi xe về A8 để ngăn tốt trắng phong cấp. Tốt trắng ăn tốt đen. Đen bình xe H8 tấn công tốt trắng. Biết là không thể bảo vệ được tốt H7, trắng lấy xe hàn tốt đen. Xe đen ăn tốt trắng. Xe trắng G6 chiếu, đen chạy vua F4. Xe trắng F6 chiếu, đen chạy vua G3. Tiếp theo trắng có thể đẩy tiếp tốt lên B4 hoặc là bình xe G6 để chiếu tiếp nhưng thực tế thì trắng phi xe xuống f1, đen cũng giật xe về h2 định sang d2 để chiếu, trắng bình xe d1 ngăn cản trước, đen đi vua f3, trắng bình xe f1 chiếu, đen bình xe f2 cản chiếu, xe trắng ăn xe đen, vua đen ăn lại xe trắng và sau nước đi này thì trắng biết là không thể phong hậu trước nên đành chịu thua. Nếu tiếp tục thì ván cờ có thể diễn ra như sau Như vậy là đại kiện tướng Victor Cognoy đã chiến thắng linh hồn của đại kiện tướng Geza Marozzi trong một ván cờ khá là đặc biệt. Victor Cognoy kết luận, đối thủ của tôi mới đầu nhập cuộc không tự tin cho lắm và cách chơi của anh ta thì đã lỗi thời. Nhưng tôi phải thú nhận rằng tôi không thể đảm bảo chiến thắng của mình. Đối thủ đã bù đắp sai sót ban đầu bằng những quyết định mạnh mẽ vào cuối trận. Khả năng của người chơi xuất hiện ở gần cuối và đối thủ ở thế giới bên kia là một người chơi tốt. Các nhà phân tích chỉ ra rằng có lẽ gây ra Marzozi mắc sai lầm ở giai đoạn khai cuộc là do noi đã sử dụng những ý tưởng khai cuộc mới được nghiên cứu kỹ lưỡng sau thời điểm mà Maroji chết. Nhưng mà càng về sau thì đẳng cấp đại kiện tướng của ông càng được bộc lộ rõ rệt. Đây chỉ là một trong vô vàn những hiện tượng huyền bí chứng minh sự tồn tại của ý thức sau cái chết. Cách đây khoảng chục năm thì có lần mình cũng tình cờ gặp được ông Nguyễn Phúc Giác Hải, nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu tiềm năng con người. Ông cũng khẳng định rằng thế giới tâm linh là có tồn tại, chỉ là ý thức của con người sau khi chết tồn tại ở một dạng vật chất mà sự hiểu biết của con người chưa thể khám phá được ra mà thôi. Còn các bạn, các bạn có tin rằng có sự sống sau cái chết hay không? Hãy chia sẻ ý kiến bằng cách comment bên dưới nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.